Thỏ Nhí chào các bạn. Thỏ Nhí đố các bạn, đây là gì? Đúng rồi, đây là hạt gạo. Thế hạt gạo dùng để làm gì? Và ai đã làm ra hạt gạo nhỉ? Có một bài thơ nói về sự vất vả của người nông dân. Một nắng hai sương và phải mất nhiều giọt mồ hôi để làm ra hạt gạo. Đó là bài thơ nào? Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe nha. Bài thơ Hạt gạo làng ta, tác giả Trần Đăng Khoa. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngồi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta những năm bơm mỉ, trút trên mái nhà những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vụt mẻ miệng gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rác mặt, chiều nào gánh phân quan trành quết đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta. Qua bài thơ này, các bạn hãy yêu quý và nhớ ơn những người làm ra hạt thóc, hạt gạo. Khi ăn cơm, các bạn hãy ăn hết suất của mình, không được làm rơi vãi. Như vậy là các bạn đã trân trọng sản phẩm của nghề nông rồi đấy. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nha. Bài thơ Hạt gạo làng ta, tác giả Trần Đăng Khoa. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta những năm bơm mỉ, trút trên mái nhà những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vụt mẻ miệng gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rác mặt, chiều nào gánh phân quan trành quết đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta. Để kết thúc cho buổi đọc thơ ngày hôm nay,
Thảo Nhí mời các bạn, nào bây giờ chúng ta cùng vận động và hưởng ứng theo bài hát Hạt gạo làng ta. Thảo Nhí xin chào và hẹn gặp lại.